phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Phạm Thanh Bảo, kình ngư với biệt danh Hoàng tử X đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games nội dung 100m X nam trong lượt đấu chung kết chiều 7 tháng 5 năm 2023. Xuất phát ở lần bay số 5, Phạm Thanh Bảo khởi đầu tốt và liên tục dẫn đầu. Tuy nhiên, ở 50m lượt về, có thời điểm Phạm Thanh Bảo bị đối thủ người Singapore ở lần bay số 6 vượt lên. Ở lần bay số 4, một kình ngư khác người Singapore cũng theo rất sát Phạm Thanh Bảo. Tuy nhiên, ở những mét cuối cùng, Thanh Bảo của Việt Nam đã bứt tốc ngoạn mục và về trước đối thủ chỉ trong tích tắc. Kết quả, Phạm Thanh Bảo cán đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 1 phút 0 giây 97, đoạt huy chương vàng. Với thành tích này, Phạm Thanh Bảo đã phá kỷ lục SEA Games. Ở SEA Games 31 năm 2022, Phạm Thanh Bảo đoạt huy chương vàng với thành tích 1 phút 01 giây 17. Em chỉ cố gắng hết sức, tại vì em muốn giữ được phong độ của mình, giữ được cái bộ môn BS. Cảm xúc của em lúc này như thế nào sau khi bảo vệ thành công được huy chương vàng? Em rất là vui ạ. Em muốn gửi tặng huy chương vàng này tới bà nội của em. Tại vì trước khi em đi tập, trong quá trình đi tập huấn, bà nội em mất, em không có về thăm bà nội được. Em sẽ cố gắng lấy cái tấm huy chương này để dành tặng bà nội. Sau cái nội dung này thì em còn đặt cho mình một cái mục tiêu gì nữa không? Cố gắng hết sức trong những ngày thi đấu sắp tới. Em tự đặt cho mình một cái áp lực, nó cố gắng mỗi ngày để phát triển hơn sau nữa. Trước khi bước vào tranh tài ở SEA Games 32, Phạm Thanh Bảo gặp không ít áp lực vì đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Anh tự nhủ bản thân phải cố gắng hết mình để không phải nuối tiếc.